Tại trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật Múa rối nước, trăng họa thủy đình. Chương trình góp phần tiếp nối những giá trị truyền thống đến các bạn trẻ, thêm yêu những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc theo một cách mới mẻ, lôi cuốn, hấp dẫn. Chương trình do các bạn sinh viên ngành truyền thông và tổ chức sự kiện của trường thực hiện, với ý nghĩa mang văn hóa nghệ thuật múa rối nước đến gần hơn với khán giả miền Nam và đặc biệt các khán giả trẻ tuổi ở thế hệ Gen Z. Chương trình mở màn phần trình diễn đến từ ban nhạc với sự hòa tấu giai điệu độc đáo và mới lạ để mang đến không khí vui tươi, nơi giải trí và thưởng thức âm nhạc của các bạn trẻ ngày nay với hai ca khúc quen thuộc Đừng làm trái tim anh đau và Vũ trụ có anh. Đêm hội không đơn thuần là những vở múa rối quen thuộc mà còn có sự xuất hiện của hai nhân vật đại diện cho giới trẻ dẫn dắt xuyên suốt nhằm mở ra những thắc mắc trong sự đổi mới sáng tạo của múa rối nước trong hành trình nam tiến. Đồng thời còn có sự xuất hiện của nhân vật Bác Ba Phi, nhân vật thay thế cho Tiểu, một hình ảnh tiêu biểu của múa rối nước nhằm mang lại cảm giác gần gũi thân thương với bà con miền Nam. Ấn tượng nhất là đoạn kết của chương trình với màn kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và nghệ thuật múa rối nước truyền thống.